vị khán giả và tất cả các bạn đã đến với chương trình Về Trường. Ngày hôm nay thì Lan Phương cùng với Chí Thiện, cùng với Thùy Trang lại rất là vui, lại được một lần nữa đồng hành cùng quý vị khán giả đến thăm một ngôi trường trung học phổ thông tại thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ kính mời quý vị khán giả cùng chúng tôi đến thăm trường trung học phổ thông Lý Tự Trọng. Trường trung học phổ thông Lý Tự Trọng với 102 cán bộ giáo viên có nền tảng vững chắc để có thể là người đưa đò chắc chắn cho thế hệ trẻ vững tin bước đi với những kiến thức sâu rộng. Trường có các hoạt động giáo dục tổ chức tốt, đạt hiệu quả tốt. Khuôn viên trường rộng hơn 5 hecta, tạo điều kiện cho sinh viên rèn luyện thể dục thể thao. Trường đã trang bị được các phương tiện nghe nhìn hỗ trợ cho hoạt động giảng dạy, đổi mới phương pháp dạy học trực quan sinh động. Và bây giờ là phần giới thiệu khách mời, một khách mời có một đặc điểm mà chưa từng xuất hiện ở trong chương trình Về Trường, đó chính là người nặng ký nhất. Nghe thấy là đã thấy chào đảo chưa? Bây giờ em có ý kiến là thôi để cho bên đội đỏ đi, vì nặng ký là có thể đè bẹp được đối thủ cả về nghĩa đen lên đội bóng. Còn về phần của Chí Thiện thì khách mời sẽ là, đúng, cô ấy cũng rất là xinh xắn, rất là cao giáo, bởi vì cô ấy là một người mẫu. Và bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ hai vị khách mời ngày hôm nay. Và bây giờ xin mời hai vị khách mời. Xin chào quý vị khán giả. Mình tên là Hoàng Mập. Hoàng Mập là một diễn viên hài nặng ký về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Với lối diễn xuất hài hước, nhí nhảnh, anh đã thu hút được rất nhiều khán giả yêu thích, đặc biệt là các bạn nhỏ. Anh sẽ mang một làn gió mới đến với chương trình Trăng. Nào, chúng ta hãy cùng chào đón Hoàng Mập. Thiên Trang là một cái tên không còn xa lạ với những bạn quan tâm tới ngành thời trang Việt Nam. Khuôn mặt xinh xắn, trẻ trung nhưng vẫn có nét cá tính, mạnh mẽ và tất nhiên, lợi thế về vóc dáng đã giúp cô nàng thể hiện mình trước công chúng. Chào mừng Thiên Trang đến với Về Trường. Cảm giác của Lan Vương hôm nay rất là lạ nhá. Bởi vì nhìn sang thì lẽ ra bình thường có hai đội trưởng, ngày hôm nay thì Vương không thấy hai đội trưởng đâu. Một người thì đã bị cái bề to là che mất, một người thì bị bề cao che mất, Vương không thấy ai cả. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng thi đầu tiên của chương trình Về Trường mang tên Kiến Thức. Mỗi đội sẽ nhận được một bộ câu hỏi gồm 15 câu, 5 câu hỏi lịch sử, 7 câu hỏi hiểu biết chung, 3 câu hỏi ngoại ngữ. Hai đội sẽ cùng tranh thủ giờ nghỉ giải lao đầu tiên 10 phút để cùng tập hợp, lập nhóm và tìm học sinh trả lời cho các câu hỏi. Mỗi câu trả lời đúng sẽ được tính 10 điểm. Nho sĩ lừng danh nào của Nam Bộ từng 3 lần tổ chức khởi nghĩa chống Pháp? A. Nguyễn Đình Chiểu, B. Phan Văn Trị, C. Nguyễn Hữu Huân và D. Hồ Huân Nghiệp. Câu trả lời của em là Nguyễn Đình Chiểu. Bây giờ câu trả lời của chúng ta sẽ là Nguyễn Hữu Huân. Lá cờ theo 6 chữ phá cường địch báo hoàng ân thể hiện khí phách của một vị tướng trẻ thời nhà Trần, đó là ai? Là ai? A. Nguyễn Khoái, B. Trần Nhật Duật, C. Trần Quốc Toản và D. là Phạm Ngũ Lão. Rồi, giơ tay hết lên đi. Tầng. Theo em, người đó là ai? Em nghĩ là Trần Quốc Toản. Trần Quốc Toản, các bạn nghĩ sao? Trần Quốc Toản. Ai là tác giả của tiểu thuyết Vùng Mỏ? A. Nguyên Hồng, B. Nguyễn Khải, C. Võ Huy Tâm và D. Nguyễn Huy Tưởng. Chọn câu C, Võ Huy Tâm. Trời ơi, không có thứ bậy nha. Em chắc chắn hỏi mình không? Vậy chắc. Đội em xin chọn câu C. Mọi người thấy sao vậy câu C? Câu C. Trời ơi, hồi nãy mới vậy cổ vũ là ăn rồi. Nhạc sĩ nào là tác giả của bài Diệp Phát Xít? Nguyễn Đình Thi. Số 2 B là Văn Cao, số 3 Đỗ Nhuận, số D là Nguyễn Văn Tý. Ai? Ý kiến em thì là A, B, C, D. Theo ý kiến của em là đáp án A là đáp án cuối cùng của em và chính xác 100% gì ạ? Biết là lý do vì sao mà em lại quả quyết đến mức độ là 100% chứ không phải là 99,9%? Tại vì theo cái linh cảm của em gì ạ? Hai. Sự kiện Mạc Đăng Dung cướp ngôi của nhà Lê diễn ra vào năm nào?
câu D. Câu D là năm bao nhiêu? 5533. Rồi, tại sai biết? Toán. Toán, em đã được, giờ đáng đúng chưa? Chưa từng. Câu D, câu D. Bây giờ thì xin xác nhận lại một lần nữa là bạn Thịnh lúc nào cũng đang sai hết. Cảm ơn bạn rất nhiều. Quốc gia nào có chung biên giới đường bộ dài nhất với Việt Nam? A. Campuchia. B. Trung Quốc. C. Lào. Và D. Thái Lan. Em chọn câu gì? Chọn câu C. Chọn câu C. Lào. Trong lớp mình các bạn nào nghĩ cái nào khác Lào không? Hai ba. Lào ra ô hai. Hoàn thiện câu ca dao sau đây: yêu nhau dẫu đứng chấm chấm chấm, con mắt liếc lại chấm chấm chấm, đứng gần. Rồi, em có biết câu thuật ngữ này không? Bây giờ anh cần em trả lời câu này cho anh. Yêu nhau dẫu xa, dẫu đứng xa nhau. Yêu nhau dẫu đứng xa nhau, con mắt liếc lại bỗng nhiên đứng gần. Ủa em, câu cuối cùng của em là yêu nhau dẫu đứng xa nhau. Xa nhau. Con mắt liếc lại. Con mắt liếc lại. Bỗng nhiên đứng gần. Một. Một, hai, ba. Cái gì vậy? Trời. Yêu nhau, em đọc câu lớn con này coi. Yêu nhau dẫu đứng ở xa, con mắt liếc lại bằng ba đứng gần. What's the name of the deepest crack in the world? À, cái hồ sâu nhất thế giới tên gì? A là Baika, B là Victoria, C là Michigan, and C là Caspi. C là đáp án A. À, em chọn câu A. Tại sao biết câu A? Câu A là câu khi lên mấy tuổi Lý Tự Trọng đã nói thạo được 3 thứ tiếng: Thái Lan, tiếng Trung Quốc và tiếng Anh. A 10 tuổi, B 12 tuổi, C 14 tuổi và D 16 tuổi. Rồi em chọn đáp án A. Câu A. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe kết quả đội trắng của chúng ta. Ngày hôm nay thì có vài câu không được tốt cho lắm. Và các bạn chỉ trả lời đúng được có 12 câu thôi. Và các bạn nhận được 120 điểm. Đội đỏ cũng có vài câu bị sai. Thế nhưng mà số câu sai đấy là ít hơn đội trắng. Các bạn trả lời đúng 13 câu và nhận được 130 điểm. Quý vị khán giả và tất cả các bạn yêu quý, ngay sau đây thì chúng tôi sẽ gặp lại các bạn ở vòng 2 của chương trình Về Trường. Và vòng 2 mang tên Nữ sinh tài năng. Hai đội chơi sẽ tranh thủ những giờ nghỉ giải lao thứ 2 và thứ 3 để tìm kiếm ra những gương mặt nữ sinh tiêu biểu trong trường và đáp ứng đủ 3 tiêu chí: xinh đẹp, hạnh kiểm tốt, tài năng. Tớ là đội trắng, gồm có Chí Thiện và Thiên Trang. Ngày hôm nay sẽ vào lớp mình để tìm một nữ sinh tài năng. Xinh đẹp nè, dễ thương. Chú heo quá ngại quá Bạn bè yêu quý, hòa đồng với bạn bè. Và có một khả năng đặc biệt. Rồi, bây giờ mình hỏi nam hay hỏi nữ em? Em nghĩ là hỏi bạn nam. Hỏi bạn nam. Bây giờ đẹp trai á. Xin lỗi em, anh vừa bước vào lớp này, đẹp trai nhất ở trong lớp này chỉ có em. Tìm đi, em tìm ai đẹp trai em nói đi. Ok, em đâu. Em hỏi bạn này. Rồi. Em có thể tự giới thiệu về mình được không? Dạ, em tên là Nguyễn Hữu Duy. Em có để các bạn nữ nào không? Quỳnh Giao. Quỳnh Giao rồi. Tặng bé kẹo, tặng bé kẹo. Ôi, cái này để miệng nha. Anh tự nhiên. Lại đây đứng đi. Anh tự nhiên đi. Em ơi, sao em không nhìn anh vậy? Hồi nãy bạn Nam thì bạn nói là bạn thích em.
Bạn đẹp trai nhất lớp á, bạn nói bạn thích em. Bạn ấy nói bạn cũng thích bạn. Ôi, ai? Ai hả em? À, em đề kỹ là bạn Thủy Tiên. Thủy Tiên đâu? Thủy Tiên, à. Ôi, Thủy Tiên, em đẹp quá trời luôn. em có cái tài năng nào mà em có thể là bộc lộ, bộc phát cho anh coi được không? Hả? Em làm gì? Các bạn trong lớp nói là em sẽ hát. Em hát được không? Chắc là em hát hay lắm đúng không? Ôi, giỏi tay. Xin mời bạn lên sân khấu. Đó, đây. Xin mời bạn lên. Tân. Cứ thể hiện mình một cách thoải mái đi. Thoải mái đi em. Bây giờ em ví dụ nha, em biết không, anh Hoàng mập như thế này nhưng anh vẫn có thể múa ballet rất là tốt. Ok. Và sau đây là điệu múa con thiên nga giấy chết trong hồ. Thấy chưa? Chưa. Em có thấy được tài năng của anh ấy chưa? Tự tin thể hiện mình đi nào. Hai, ba. Khi thầy viết bàn bụi phấn rơi, có hạt bụi nào rơi trên bục giảng, có hạt bụi nào rơi trên tóc thầy. Bình thường em có để ý cái bạn nữ nào, một bạn nữ nào mà tài năng á, tên gì? Em cho anh một cái tên mà lớp. Thảo, lớp mấy? Cái gì Thảo? Cô Thảo 12 ai? Em. Hả? Mình sáng lớp mấy? 21 rồi, cảm ơn hai em. Em có tài năng gì mà tại sao mỗi lần chị nói đến là em lại ngại ngùng và em che mặt đi? Dạ em có tài năng là làm thiệt, nhưng mà em không biết nó sẽ nó có đẹp không nữa. Cho nên em không dám giơ tay lên. Em có tài năng làm thiệt đúng không? Đó cũng là một cái khéo léo của mình. Không biết là em có mang sẵn một cái thiệt ở đây không? Dạ có. Có luôn. Có luôn. Chị xem cái tấm thiệt đó nào. Cho chị hỏi là cái tấm thiệp này em định tặng ai? Một nhân vật đặc biệt nào chăng? Dạ em tặng anh. Vỗ tay ơi mày. Hồi nãy thấy cái khu vực này rất là sôi động. Anh này nè, anh này nãy giờ là lanh nhất nè. Đứng đây. Em tên gì? Long đẹp trai. Em tên là Long đẹp trai. Bình thường á, ở trong lớp hay trong trường em có để ý một bạn nữ nào không? Có. Tài năng nha. Khá nhiều. Khá nhiều. Tài năng á. Anh là chị em ạ. À, em bình chọn và bạn Khánh Dân 12B14. 12B3. Rồi cảm ơn em. Cầm cái micro mà vậy nè. Đây. Cái người nãy giờ mà nhìn tôi cười hoài. Yeah. Vỗ tay cái coi. Em cao 1 mét bao nhiêu? Dạ thưa anh, em cao 1m78. Rồi, lọc lớp mấy? Dạ em học lớp 12. Thôi, hồi lớp 12 anh có 1m6 à. Em tên gì? Dạ thưa anh, em tên Nguyễn Trần Khánh Vân. Em có một khả năng đặc biệt nào? Dạ thưa anh, là em có thể hát. Hát hồi nãy có rồi, mà bây giờ em hát, vừa hát em làm gì? Anh hát anh bắt cho 1, 2, 3. Trái đất này là của chúng mình, quả bóng xanh bay giữa trời xanh, bồ câu ơi cánh chim gù thương mến, hải âu ơi cánh chim vờn trên sông. Rồi xong bài, trả bài. Nữ tứ sinh năm 1881, một vật 936. Dạ ông ơi có tên là Chu Trung Thọ và ông là một nhà văn Trung Quốc rất là nổi tiếng. Và ông có một cái câu rất là đặc biệt là trước khi chưa có lỗ tấn thì giờ chưa hề có lỗ tấn, nhưng mà khi mà đã có lỗ tấn rồi thì là sẽ có rất là nhiều lỗ tấn. Đó là một cái câu xuất thủ của ông. Bạn ấy thật là quá xuất sắc. Một câu nói bất hủ của Lỗ Tấn, bạn ấy sửa lại hoàn toàn. Trước Lỗ Tấn, câu chính xác của chúng ta là trước Lỗ Tấn chưa hề có Lỗ Tấn, sau Lỗ Tấn có vô vàng Lỗ Tấn. Bạn bịa ra nguyên một câu mà nó cũng nghĩa nó giống như vậy.
Thôi bây giờ anh cảm ơn em rất nhiều và anh hy vọng sẽ gặp lại mọi người ở vòng 2. Cảm ơn em. Bây giờ mình tổ chức một trò chơi. Có nghĩa là bây giờ mình kêu vỗ tay một cái thì các bạn vỗ tay một cái. Kêu vỗ tay hai cái, các bạn sẽ vỗ tay hai cái. Nếu bạn nào làm sai thì sẽ bị phạt. Lên đây nhảy một cái gì đó. Vỗ tay hai cái. Mình chơi cái trò gì bây giờ? Thôi mình làm con đúng vàng luôn đi. Đúng rồi. Trên sân khấu có sự hiện diện của anh Hoàng Mập khiến cho sân khấu có vẻ chập chội cả lên. Nhưng nãy giờ là đi vào trong lớp hỏi han để tìm ra ứng cử viên sáng giá của các bạn thì không biết là có bạn nào là than phiền là thân hình của anh làm cho lớp chập chội chưa? Chưa bao giờ. Xí nha. Hả? Hồi nãy là lúc mà anh đi tìm nữ sinh tài năng thì lúc đó anh có chạy nhiều không? Cũng chạy chút chút. Chạy chút chút thì làm sao mà kịp tìm được những bạn mà thật là xinh, thật là giỏi? Mấy bạn nó tự tìm mình. Tại mình đẹp hơn mấy bạn đó. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ không chần chờ hơn nữa và chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với ứng cử viên nữ sinh tài năng của đội đỏ. Nữ sinh tài năng của mình đó là bạn Nguyễn Đông Dương đến từ lớp 11 B10. Em là Nguyễn Đông Dương, lớp 11 B10. Sở thích của em là thư giãn, vui vẻ. Em muốn được thiết kế cho tất cả mọi người có một không gian thật thoải mái, sạch sẽ, đẹp đẽ với môi trường. Ngày hôm nay em rất vinh hạnh là ứng cử viên của đội đỏ. Mọi người hãy ủng hộ cho em và cũng như bạn bè cho em. Xin cảm ơn. Chào mừng Đông Dương đã đến với vòng 2 của chương trình Về Trường. Và bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ với nữ sinh tài năng của đội trắng. Bạn ấy tên là Khánh Vân. Em tên là Nguyễn Trần Khánh Vân, học sinh lớp 11B14. Em rất là thích môn văn và môn vẽ vì hai môn này sẽ có thể giúp em rất nhiều trong cuộc sống và để em thực hiện ước mơ của mình. Và em ước mơ rằng em sẽ có thể trở thành một nhà thiết kế để có thể may những bộ quần áo thật đẹp cho tất cả mọi người và đặc biệt là cho trẻ em nghèo Việt Nam. Và hôm nay em đại diện cho đội trắng và em cũng rất là mong quý thầy cô, các anh chị nghệ sĩ cùng các bạn học sinh sẽ ủng hộ cho đội em cũng như đội bạn. Em xin chân thành cảm ơn. Và một bật mí nho nhỏ cho tất cả chúng ta đó là hai bạn của chúng ta ngày hôm nay rất là xinh đẹp và cũng có rất là nhiều điểm chung nữa. Và chúng ta sẽ còn bất ngờ hơn với phần biểu diễn của họ, tại vì họ sẽ cùng phối hợp để tạo nên một màn trình diễn vô cùng đặc sắc và thú vị. Đó chính là bạn Khánh Vân thì sẽ hát cùng với ban nhạc của mình, còn bạn Đông Sương sẽ biểu diễn thời trang trên nền nhạc và lời hát đó. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần thi tài năng của bạn Khánh Vân và bạn Đông Sương. Một ngày mới khi ánh nắng lên, gió khe đưa chim bông lúa xanh, và tình yêu trong tim có em gần bên anh. Dù rằng anh đưa em qua tháng năm,
ở nơi đây chân đầy mến thương, gửi lời yêu lắm ôi quê hương Việt Nam. Một xuân sang muôn hoa thắm tươi, khắp nơi nơi rộn ràng tiếng cười, và hà san man bao khát khao màu nắng mới. Giờ một thu qua cho bao ước mơ, mỗi sớm chiều cùng nhìn lá rơi, gửi lời yêu lắm ơi quê hương Việt Nam. Yêu lắm nơi này, cho bao yêu thương ta trao nhau. Yêu lắm nơi này, từ ngày xưa ra chú qua mau. Yêu lắm những gì nhẹ trôi em đêm, nhẹ trôi em đêm. Yêu lắm nơi này, cho bao yêu thương này trao em. Yêu lắm nơi này, từ ngày xưa ra chú qua mau, và cười lời yêu lắm ơi quê hương Việt Nam. Chị hỏi Vân là ban nhạc này của em là các bạn học ở trong trường hay là có mối quan hệ như thế nào với em đó? Dạ vâng ạ, các anh đánh đàn đều là anh của em ạ. Đều là anh của em, đều là anh ruột của em á? Dạ không ạ, em chỉ có một anh ruột thôi, còn tất cả đều là anh họ của em ạ. Cảm ơn anh rất nhiều. Xin cảm ơn ạ. Thế còn Xuyên thì Xuyên tập cần cất nước này bao lâu rồi? Dạ em tập được 4 ngày. Em tập được 4 ngày, 4 ngày mặc dù không phải là người chuyên nghiệp về phần đi lại giống như người mẫu, nhưng mà dù sao thì bạn cũng đã thể hiện được cái nét đẹp của tà áo dài. Một lần nữa xin chúc mừng phần biểu diễn của cả hai bạn. Còn bây giờ thì Lan Phương xin mời ra sân khấu cô Bùi Thị Diễm, trợ lý thanh niên trường Trung học Phổ thông Lý Tự Trọng. Còn bây giờ thì chị Lan Phương sẽ đếm từ 1 đến 3 và các bạn sẽ giơ quạt để bình chọn nhé. 1, 2, 3, xin mời giơ quạt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Như vậy cô vừa đếm được 24 cái quạt màu đỏ, suy ra chúng ta có 27 chiếc cái quạt màu trắng. Thì như vậy đội chiến thắng là đội trắng. Cảm ơn cô rất nhiều, và như vậy chúng ta đã thấy kết quả như thế nào rồi. Đội chiến thắng ngày hôm nay chính là đội trắng, với việc bạn Khánh Vân đã trở thành thí sinh tài năng của trường Trung học Phổ thông Lý Tự Trọng. Kính thưa quý vị khán giả, ngay sau đây chúng tôi sẽ gặp lại các bạn ở vòng 3 của chương trình Về Trường. Vòng 3 vô cùng hào hứng mang tên Ai Năng Độc Hơn. Xin chào mừng quý vị khán giả và tất cả các bạn học sinh đã quay trở lại với chương trình Về Trường ở vòng 3 mang tên Ai Năng Độc Hơn. Và đồng thời thì xin chào đón thầy Lữ Chân Thư cùng hai đội trắng, đội đỏ cùng với các em học sinh trong đội năng khiếu của trường Lý Tự Trọng. Trò chơi mang tên ném trứng vào rổ. Cả hai đội sẽ thi đấu đối kháng với nhau. 8 người trong một đội sẽ đấu đua ghe ngò từ điểm A đến điểm B. Sau đó 8 người chia thành 4 cặp, lần lượt từng cặp di chuyển một quả trứng từ điểm B đến điểm C, vượt qua các chướng ngại vật theo hình zig zag. Với điều kiện hai người chơi phải dùng miệng cặp vào thành đĩa và di chuyển. Tại điểm C, một trong hai người chơi sẽ phải cầm quả trứng, di chuyển hết cây cầu khỉ và đặt trứng vào giỏ. Đội nào có nhiều trứng trong giỏ là đội giành chiến thắng. Và bây giờ hai đội của chúng ta đã nắm rõ luật chơi chưa ạ? Rồi! Nếu mà đã nắm rõ như vậy rồi thì phần thi của hai đội bắt đầu! Bắt đầu! Thank you.
Thử thách của mình. Xin chúc mừng một lần nữa. Và như vậy là mặc dù đội đỏ của chúng ta vô cùng xuất sắc, ném được rất nhiều trứng vào rổ, thế nhưng mà vì một chút kém may mắn, một chút sơ suất mà cầu khỉ đã ngã xuống, và như vậy là 3 quả trứng của các bạn không được tính. Và kết quả cuối cùng là các bạn có 5 quả trứng. Còn đội trắng thì sao? Đội trắng có 5 quả trứng và đội trắng không phạm quy. Cũng nhận được 5 trái trứng. Như vậy là hai đội của chúng ta có số trứng là 5 và như vậy là hòa. Và các bạn phải thi một hiệp phụ để phân định là ai thắng và ai thua. Và bây giờ thì mỗi đội sẽ lại chơi có một lượt chơi một lần nữa. Và quả trứng nào ném vào rổ trước thì đội đó sẽ là đội chiến thắng. Ở trong tay Lan Phương và chỉ có một trái trứng mà thôi. Và quả trứng này là của ai? Đó là đôi trắng. Và như vậy thì ở vòng ba này phần thắng thuộc về đôi trắng. Đôi trắng nhận được 75 điểm và đôi đỏ nhận được 50 điểm. Kính thưa quý vị khán giả và tất cả các bạn, bây giờ thì chúng ta đã kết thúc 3 vòng thi của mình. Và bây giờ thì Lan Phương xin được thông báo kết quả chung cuộc như sau. Đội trắng của chúng ta ngày hôm nay nhận được 270 điểm, một con số rất cao. Còn đội đỏ thì sao? Đội đỏ của chúng ta 230 điểm mà thôi. Rất tiếc, và như vậy là ở chương trình về trường lần này thì đội trắng đã là đội chiến thắng. Ngay sau đây thì Lan Phương xin mời ra sân khấu thầy Đỗ Văn Hùng, phó hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Lý Tự Trọng. Thầy sẽ trao huy hiệu cho đội chiến thắng. Em mời thầy ạ. Đội chiến thắng ngày hôm nay nhận được số điểm là 270 điểm, tương ứng với số tiền là 2.700.000. Và đội chiến thắng sẽ trao lại số tiền này vào quỹ học bổng của nhà trường. Xin thay mặt những người thực hiện chương trình cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình. Xin cảm ơn nhãn hàng kẹo mút Wally của công ty Bibica đã đồng hành cùng chúng tôi thực hiện chương trình này. Và bây giờ thì xin gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị khán giả ở chương trình tuần sau. Và tiếp tục cùng chúng tôi chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cùng công ty